Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một cái kênh chuyên đánh giá các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ quay cho các bác xem một cái chiếc xe đạp địa hình 9X. Giới thiệu với các bác về chiếc xe này. Như tổng thể các bác nhìn thấy là cái dòng này là hiệu này là của thương hiệu Ý. 9X. Xe được trang bị là khung nhôm, bộ đề DOG, đùi đĩa trục rỗng. Đấy, và giá là rất hợp lý, lốp là WTB, lốp để chuyên neo núi các bác nhé. Neo núi đi đường địa hình là ok luôn, kể cả đi đường phố cũng rất là tốt với các bác mà cần êm đầm. Đó. Full DOG, giảm sóc khóa hành trình trên tay. Đây. Đây, tay bấm Shimano DOD các bác nhé, phanh dầu Avid. Phanh dầu hãng Avid này là hãng của Mỹ, Avid Acid. Đấy mà giá xét xe này là có 7.9 triệu bao ship tại nhà thôi cho các bác không? Khóa hành trình giảm sóc trên tay. Mayer Lovatech. Các bác nào đang cần tìm một con xe địa hình cấu hình cao mà giá hợp lý thì đây chính là sự lựa chọn cho các bác. Mayer Lovatech. Lốp con này là lốp WTB, một cái lốp hàng hiệu các bác nhé. Chưa nhìn được cái thông số lốp của nó. Lốp 26. Đây về phần sơn này em sẽ quay gần sát cho các bác xem về phần sơn. Sơn là còn khá là đẹp, không có vết xước nào cả. Đùi đĩa trục rỗng và no wheel gạt đĩa DOG, củ đề DOG lip 10 tầng, phanh dầu Avid Mỹ. X7 các bác nhé, model của nó là 9X7. Giờ em sẽ vào đo size đứng, size ngang cho các bác xem. Từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 56 cm. Đó. Xe phù hợp cho các bác từ 1m62 cho đến 1m72 đi là phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác, tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Bây giờ em sẽ vào chuyển số cho các bác xem nhé. Xe được trang bị là 10 lít DOG và 3 đĩa cho xe 30 tốc độ khác nhau. Củ đề DOG thì chuyển số là cực ngon rồi. Bấm phát nào lên, ra lên phát đấy. Con này đi leo núi cũng hợp mà đi đường phố cũng hợp. Dành cho các bác thích êm ái mọi địa hình. Đây chuyển đĩa. Bộ đề DOG, bộ chuyển động DOG. Chuyển rất mượt luôn. Mayer Lovatech bi vòng. Đây là bi vòng luôn.
xích. Xích Shimano. Dabin. Đó. Vâng, và xe có giá rất tốt bên em là 7.9 triệu, được trang bị cấu hình khung nhôm full đề DOG, gạt đĩa tay bấm phanh Avis bay Mayer bi vòng. 7.9 triệu bao ship tận nhà các bác trên toàn quốc, cho các bác chuyển hết tiền, dành cho các bác chuyển hết tiền. Bác nào quan tâm thì nhắn Zalo là trên số điện thoại màn hình là 0975 709 943, và các bác nhớ ấn đăng ký kênh ở phần phía dưới bên phải cái nút đăng ký, để khi mà bọn em đưa cái xe mới lên trên kênh thì YouTube nó gửi thông báo vào điện thoại các bác nhá. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.